Yên tâm quá, yên tâm quá. Trong trong xóm ở bên đây buồn lắm, trong đây người ta ở quen rồi người ta mới chịu nổi thôi, còn không á qua đây ở chịu không nổi đâu anh chị ơi, chết luôn á. Bữa nó vắng, ăn uống không có, ở bên đây không biết ra chợ mua ở đâu. Dùng này em nói em đang ở Bến Tre ai cũng tin. Ở nhà cửa trong đây buồn quá trời buồn. Ở trong đây người ta quen với cái buồn rồi nên nên cảm không còn cảm cảm giác buồn nữa, người ta quen luôn rồi. Xin chào anh chị và cô chú, hiện tại em có mặt tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Trước mặt mình bên đây nè là đường tỉnh lộ 877 nha. Nối liền giữa hết con đường này thì anh chị tới Phà Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, còn anh chị đi ngược lên đây là ra trung tâm huyện Tân Phú Đông. Thì bữa nay em giới thiệu đến cho anh chị khu vực này để mình tham quan chơi nha. Đây là trường mầm non. Mình sẽ quẹo vô con đường nông thôn này, quay chia sẻ đến anh chị mình coi. Đường này kêu bằng đường Thạnh Thành. Chiều cao an toàn là 2,5 m nè. Bên hông cái trường học này. Mình chạy vô đây thử coi. Cái trường mẫu giáo này lớn quá ha. Hớt cốc nam nữ gội đầu làm móng sơn. Làm neo. Ở cái trường bên đây một cái trường tiểu học lớn quá trời lớn. Trường này trường mầm non chứ em nói lộn. Đường xá rồi. Trồng bông hoa rất là tươi đẹp luôn. Chỗ làm răng là phun xăm thẩm mỹ đâu đầy đủ. Huyện Tân Phú Đông. Bên đây mát lắm, bên đây là vùng cù lao à. Xung quanh bốn bên là biển à. Trên giữa có cái cù lao nổi lên nên gió thổi mát lắm. Ở bên đây người ta trồng sả nè, khu vực này nè. Có người ta trồng sả, trồng dừa, mà đa số khu vực này em thấy người ta trồng dừa nhiều nhất. Vùng trong đây hiu quạnh quá, đồng khô có trái à. Đây người ta có xây nhà yến nữa kìa, không thấy con yến nào á. Ta có bọc mái nữa nhưng mà yến không thấy. Ống nước, ống này cái ống bơm cát á, người ta bơm xong người ta để tại chỗ luôn à. Đi từ sáng giờ bên đây kiếm chỗ kiếm kiếm chỗ ăn uống mà không thấy. Đây tới ngã ba nè. Hướng quẹo về bên đây. Hướng đi hướng này, thôi đi bên đây đi. Đường kênh giữa. Chạy vô đây thử coi. Đây hình như có quán nước hay gì ta. Tìm tập quá. Chúng ta quá trong trong xóm. Đây có một kênh nước trong dữ ha. Vấn đề hình như không có nhiễm phèn hay sao ta. Nước đẹp quá.
Đường bên đây rộng quá ha, đẹp nè. Đường bên đây chắc có 3 mét á. Chạy thoải mái luôn. Con cái nhà cửa thì hơi vắng chút. Ở bên đây buồn lắm. Ở trong đây người ta ở quen rồi người ta mới chịu nổi thôi, còn không á, qua đây ở chịu không nổi đâu anh chị ơi, chết luôn á. Nhà cửa nè, chạy lâu lâu mới có được căn nhà. Đường xá đồ thoáng mát nhưng mà nhà cửa nó vắng, ăn uống không có. Ở bên đây không biết ra chợ mua ở đâu, hay có đường đan đi đâu ta. Đó, giờ mở đường quá trời luôn nè, đường đây nữa nè, quá trời đường luôn. Chạy thẳng đường này đi, đường quanh co. Hai người ngồi nhậu luôn. Đây có nhà vườn nè, nhà vườn xinh xinh nho nhỏ mé sông rất là đẹp. Này hả? Thôi quanh ra đi. Lại. Quanh lại quẹo cho mấy đường nông thôn này. Chia sẻ cho anh chị coi tiếp. Ván đất luôn, khu vực đây kêu ván đất nhiều ha. Con đường quy hoạch nè, quy hoạch đường đi nè, chạy ra đây thấy coi, đi tới đầu. Hai bên đường trồng bông hoa đẹp ha, trồng dừa. Dừa đưa ra mấy đường người ta chặt bỏ mấy cái ngọn hết à, để đi dưới người ta đó. Dừa bên đây bây giờ người ta trồng dừa lùng lùng dễ thu hoạch, còn mấy dừa, mấy cây dừa cao là dừa lâu đời nhiều năm rồi. Đường này vô tới đâu đây? Họ vô sớm vừa. Vô vùng này giống vùng bên Bến Tre. Bến Tre chợ gạo ở đâu ha? Toàn là dừa không? Vùng này em nói em đang ở Bến Tre ai cũng tin. Rồi. Ừ, trong đây có nhà bự dữ ha. Ở khu vực này em ít thấy người ta nuôi nuôi tôm ha. Ở đây đất này chủ yếu là người ta trồng cây, trồng cỏ, chăn nuôi.
Đường này chắc ra đường lớn quá. Ừ, đúng rồi. Cầu nhà máy công trình. Tiếp. Xã nông thôn mới Tân Phú. Công an xã Tân Phú luôn. Nghe công an xã. Trụ sở Tân Thạnh. Chợ Tân Thạnh nè. Đây ở cái chợ có mấy người bán leo que. Ở bên đây đa số là những cái chợ là chợ chòm hỏm, chợ nhỏ không à. Chợ bự khó tìm lắm. Ở vùng này người thưa mà. Nên chợ thì người ta cũng ít có người. Quán ăn uống. Cháo lòng hủ tiếu trắng quá trắng. Đường nông thôn. Mấy đường ở đây lạ, ở ngoài đầu đường người ta chán chừng 2-3 mét cái người ta khúc xong người ta bỏ, người ta không làm nữa. Bán bông trang. Người nào mua bông trang vô. Bông trang bây giờ người ta xài nhiều lắm. Người ta mua mất tiền lắm. Cây bông mua mấy triệu bạc. Bông đẹp là người ta mua mấy triệu con cây. Mình quẹo vô trong đây mình tham quan con đường này. Chiều cao an toàn ở đây là 2,5 m hết nha. Xe nào 2,6 m, 2,7 m chạy vô là vướng liền. À, vô nông thôn vùng quê nè. Trời ơi trong đây nó mát nó đẹp. Ai muốn lánh đời xa đô thị thì vô đây. Vùng này muốn vô đây không phải dễ nữa. Biết đường qua đây nữa, mỗi lần qua là phải không phải đơn giản đâu, đi qua đây xa lắm. Ở đây đa số là dân địa phương người ta ở đây thôi. Còn như dân mà ở đâu tới đây thì khó tìm đường được qua đây lắm. Đường bên đây sạch đẹp quá. Hai bên đường nè. Rộng rãi thoải mái. Tuy nhà thưa người ít nhưng mà đường xá rồi thoải mái ha. Vô đây đường nào như đường nào nó giống nhau y hệt vậy, hai bên dừa. Nhà cửa lâu lâu có một căn, lâu lâu có một căn vậy đó.
cứ chạy cứ tưởng đâu mình chạy đường này rồi không. Ở đây người ta làm chổi nè, mấy cây này để làm chổi, mấy cái lá dừa đó người ta tuốt cái sống ra, người ta để dành, người ta phơi, người ta làm chổi, chổi quét nhà. Đây cái nền nhà mới bơm cát lên. Đây có đường nông thôn đẹp quá ha. Lần này vẹo qua đây thử coi. Đó, giờ vẹo qua đây. Trước cửa có một con kênh ha, để dành bơm nước, tưới dừa, tưới cây đồ. Nhà cửa đóng kín mít hết à. Đi làm. Trời ơi, xả nước. Ở bên đây nước nước máy rồi wifi điện nước có đầy đủ ha. Cũng ok lắm. Em nhỏ đạp đi chơi. Đạp hành. Một đường chạy thẳng nè. Đường quẹo đi ra đi đâu đây? Đường này chắc nghi vô đường cùng ha, ra đường lớn này không biết nữa. Ở nhà cửa trong đây buồn quá trời buồn. Ở trong đây người ta quen với cái buồn rồi nên nên cảm không còn cảm cảm giác buồn nữa, người ta quen luôn rồi. Nhà cao cửa rộng. Nhà cửa đóng kín mít nè. À, ra tới đường lớn rồi, ra tới đường tỉnh lộ nha. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video nha anh chị, hẹn anh chị gặp lại những cái video tiếp theo nha.